Có tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể lên được đến gần 1 gigabit trên giây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vật Vờ Studio. Và hiện tại bọn mình đang không có mặt ở trong văn phòng, và bọn mình đang có mặt ở một địa điểm ngoài. Lý do bọn mình đang có mặt ở đây đó chính là bởi vì hiện tại Viettel đã chính thức cung cấp chúng ta sóng 5G. Và hiện tại các bạn có thể truy cập vào sóng 5G một cách rất thuận tiện nếu như các bạn đã có sẵn một cái chiếc SIM 4G tích hợp ở trong máy của mình. Và các bạn nên nhớ rằng sóng 5G hiện tại là hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ cần nhắn một tin lên tổng đài. Khi được xác nhận lại từ tổng đài thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào sóng 5G mà không mất bất kỳ một chi phí nào. Cái sự thử nghiệm này sẽ bắt đầu từ tháng 12 năm 2020. Và các bạn nào đang sinh sống ở 3 quận nội thành Hà Nội, bao gồm quận Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm và quận Ba Đình, thì sẽ có thể sử dụng sóng 5G mà không mất thêm bất kỳ chi phí nào như mình nói phía trên. Và rất nhanh chóng thôi thì bọn mình đã có được những chiếc điện thoại đã được tích hợp sẵn sóng 5G ở đây, bao gồm chiếc điện thoại như là iPhone. Xin lỗi, không có đâu nha. Chúng ta sẽ có là chiếc Xiaomi Mi 10T Pro, chiếc LG Phone 3 và bao gồm đó cả là chiếc Huawei P40 Pro nữa. Và chúng ta hãy cùng xem rằng với những sản phẩm điện thoại như này thì các bạn có thể truy cập với sóng 5G với tốc độ nhanh như thế nào nhá. Thưa các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và ngay ở trên chúng ta đã có được một cái cột sóng của Viettel. Và chắc chắn đây sẽ là một trong nơi có sóng 5G mạnh nhất. Và hiện tại chúng ta sẽ cùng nhau check xem rằng là tốc độ speed test của chúng ta sẽ như thế nào nhé. Trên tay mình hiện tại đang là chiếc Mi 10T Pro đến từ Xiaomi. Và đây là một trong chiếc điện thoại rẻ nhất các bạn có thể mua được ở thị trường Việt Nam và có được tích hợp sóng 5G, ghi rất rõ phía mặt lưng. Và chúng ta hãy cùng speed test xem rằng tốc độ 5G như thế nào. Hiện tại thì ở trên góc màn hình đã hiện rất rõ là chúng ta có sóng 5G đầy 5 vạch. Và chúng ta cùng test xem rằng tốc độ ra sao. Ở những lần trước thì mình cảm thấy là tốc độ chúng ta chưa được ổn định lắm. Có những lúc ping rất cao, lên đến 20. Ví dụ bây giờ đang là 13 nhưng có lúc ping chỉ là 8 mà thôi. Và khi mà ping đang tầm này thì các bạn có thể thấy rằng là tốc độ chúng ta không quá cao. Nó lên được khoảng là 400 Mbps trên giây với như là tốc độ download. Còn tốc độ upload của chúng ta thì khi mà ping cao thì cũng sẽ lên được khoảng là 63 Mbps trên giây mà thôi. Tuy nhiên cái tốc độ như thế này mình vẫn có thể đảm bảo cho các bạn rằng những cái cảm giác khi mà các bạn lướt web hay là các bạn xem video nó vẫn rất là tốt. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn lên YouTube một chút để xem rằng tốc độ chúng ta như nào. Với video này thì chúng ta hãy cùng xem rằng hiện tại chúng ta đang ở chế độ là 480p 60 HDR. Đó, mình sẽ để lên mức độ là cao nhất. Rồi, và khi mà chúng ta đã để cái độ phân giải cao nhất thì chúng ta sẽ cùng thử tua xem. Gần như là không có độ trễ các bạn nhé. Mỗi lần các bạn thả tay ra là hầu như nó sẽ lốt luôn. Ít nhất là trễ chỉ khoảng là vài mili giây thôi theo mình cảm nhận được. Nhiều nhất là khoảng 1 giây. Nhưng mà theo như mình thấy rằng các bạn hoàn toàn có thể mong chờ rằng là tốc độ sẽ rất nhanh. Bởi vì mỗi lần các bạn bỏ tay ra là hầu như nó sẽ lốt luôn. Video 8K hơn 20 phút mà lốt nhanh như thế này thì mình nghĩ rằng cũng là một cái tốc độ rất là tốt rồi. Mặc dù là lúc nãy mình đo chưa thể lên đến 1 gig. Đó là video. Bây giờ chúng ta cùng thử xem rằng nếu các bạn tải game ở trên mạng thì sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng tải một game ví dụ như là COD nhá, Call of Duty. Chúng ta sẽ có cái dung lượng là 1.9GB. Chúng ta sẽ có dung lượng là 1.9GB. Và mình sẽ bấm cài đặt để xem rằng tốc độ tải của chúng ta là như thế nào. Đa phần là khi mà đến đây thì các chiếc máy chúng ta đã chuyển sang cái chế độ là cài đặt rồi. Nó đã tải xuống thành công. Và có nghĩa là từ nãy giờ để mà từ 1% lên 96% khi mà nó tải hết file APK về để cài thì chưa đến 1 phút đồng hồ. Có nghĩa là đây là một tốc độ khá tốt. Hôm trước khi mình test ở những cái nơi khác thì nó sẽ chỉ cho chúng ta cái tốc độ là khoảng 2 phút thôi. Nhưng hôm nay chúng ta đã có một tốc độ rất là nhanh rồi. Đó, như vậy là chúng ta hoàn thành xong cái bài tải. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng test xem rằng chiếc LG Phone 3 hay là chiếc P40 Pro sẽ có tốc độ như thế nào. Có tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể lên được đến gần 1 gigabit trên giây. Cá nhân mình đánh giá là với cái tốc độ chúng ta có là khoảng 400 megabit, 500 megabit hay là 1 gigabit trên giây thì cái điểm mà chúng ta quan trọng nhất vẫn là cái quá trình các bạn sử dụng được hay không. Từ nãy giờ thì mình đã test rất là nhiều lần rồi và các bạn đều có thể thấy rằng là
Mặc dù là cái thông số chúng ta có khác nhau, nhưng tuy nhiên trong quá trình mình sử dụng, với những cái tác vụ cơ bản các bạn dùng, ví dụ như là tải game nặng, tải game nhẹ, hoặc là các bạn có thể xem video 8K, 4K, thì mọi thứ vẫn đáp ứng rất là mượt mà và trơn tru. Có nghĩa rằng cái thông số này có thể nó sẽ chênh lệch, có thể cao, có thể thấp, nhưng tuy nhiên cái quá trình các bạn sử dụng vẫn thực sự rất là tuyệt vời. Và mình nghĩ rằng đây là một cái điểm mà chúng ta sẽ cần phải mong chờ trong thời tương lai. Bởi vì 5G khi mà có ra mắt thì các bạn có đo đến bao nhiêu, thì quan trọng nhất vẫn là cái trải nghiệm sử dụng thực tế của các bạn là vẫn rất tốt. Còn trong tương lai thì mình mong rằng cái sóng này sẽ thực sự ổn định hơn. Và với cái sóng ổn định hơn này thì chúng ta sẽ có được một cái quá trình sử dụng rất là tốt, cho các bạn có nhiều ứng dụng hơn với công nghệ 5G. Các bạn nghĩ sao? Đừng quên để lại ý kiến comment phía bên dưới. Và hãy để lại một like, một subscribe. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.